Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay về được mấy cuốn băng dòng VIP nên là giới thiệu đến anh em. Trước tiên em muốn giới thiệu đến anh em hai cuốn TDK Metan dòng xương nhôm rất là đẹp. Dòng này thì là 46 phút, băng là băng Metan nha anh em. Đó, anh em có thể thấy. Thì với cái băng Metan này và là cái dòng xương nhôm đi xuyên suốt luôn, cầm rất là nặng. Và metan thì thường thì anh em sẽ thấy là nó có hai cái lỗ ở hai bên này. Đó. Ngoài ra nó còn có hai lỗ ở đây nữa. Dòng này rất là hiếm, đặc biệt là metan. Anh em có thể thấy thì những cái cuốn dòng metan này thì nó có số phút là 46 phút. Bên em đang bán với giá là 1 triệu. 1 triệu cuốn metan xương nhôm của TDK này nhé. Và đây anh em có thể thấy thì em đã cho làm cái chương trình Tuấn Vũ Đêm Buồn Tình Nẻ, toàn là những cái bài song ca cực kỳ hay. Hoa Sứ Nhà Làng, Đường Tình Đôi Ngả đấy. Toàn là những cái album mà kinh điển. Kinh điển nghe mãi không chán. Đó. Đấy là về cuốn TDK Metan này. Thứ hai nữa là cuốn TDK Metan cũng được ghi ở trên cái phôi xương nhôm, nhưng mà chủ đề là đôi song ca Phượng Mai Tuấn Vũ. Thì anh em có thể thấy thì cuốn này cũng rất là hay, toàn những bài hot hit. Phượng Mai thì nghe cực kỳ tốt, cực kỳ hay. Anh em có thể thấy đã được in sẵn hết rồi. Ở đây thì đáng nhẽ nó cũng có cái mạc này, nhưng mà khi mà đưa lên thì cảm giác nhìn nó không được đẹp, nên là em tháo ở cái này ra. Đấy, anh em có thể thấy sẽ được in băng rất là tốt nhé. Cuốn băng thứ ba em muốn giới thiệu đến anh em là một cuốn Soli Master 46. Cuốn này là cuốn tiếp 2 Chrome. Và anh em có thể thấy cuốn này được làm bằng từ cái gốm Ceramic. Ceramic rất là đẹp, hiếm. Cuốn này thì được ghi với album là Tuấn Vũ Làng Văn Những Tình Khúc Yêu Cầu Top Hit, toàn những bài hay. Em có thể thấy không thể chê được. Tại vì những cuốn này nó rất là đắt tiền nên là mình sẽ in ở trên những cái album mà có thể nói là bất hủ, nghe hoài không chán. Tiếp đến em về được bốn cuốn băng này thì anh em chắc là nếu mà theo dõi kênh của em cũng đều biết đây là dòng băng dòng băng được audio file Sài Gòn làm với cái phôi băng là cái phôi vỏ của Mỹ và cái ruột là ruột tiếp 2 chrome của Nhật. Đó, làm rất là công phu. Và cái màu sắc thì rất là đẹp, anh em có thể thấy. Ở đây thì em có 3 cái album trước 575 của Duy Khánh, có nghĩa là Duy Khánh 1, Duy Khánh 2 này, Duy Khánh 3 này, rồi là Duy Khánh 1, đều là tiếng hát Duy Khánh hết. Và anh em có thể thấy những bài hát trước 575 này cực kỳ hay. Nói chung nó là kinh điển rồi. Và rất là hiếm. Tiếng hát Duy Khánh 3 này với những cái bài cực kỳ hay luôn. Đó. Thì đây là một sự trải nghiệm rất là hay. Những anh em, tại sao anh em có thể thấy là với một cuốn băng làm do audio file Sài Gòn làm theo lối cổ như thế này, có mức giá là 350.000. Một mức giá nói chung là tương đối là cao. Nhưng mà ngược lại thì chất âm rồi là cái màu sắc mang lại thì rất là tốt, nên là anh em trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời. Đó. Đặc biệt là có một cuốn Xuân. Cuốn Xuân này là cuốn Xuân của ca sĩ Hoàng Oanh. Và đây là cuốn cực kỳ hay, Cô Lái Đò. Với những cái bản nhạc mà gọi là hay mọi thời đại, đến mùa xuân nghe đã thấy là Xuân yêu thương rồi. Đấy, anh em có thể thấy. Thì có bốn cuốn lối cổ, hai cuốn màu vàng, một cuốn màu xanh và một cuốn màu tím. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em. Ở đây thì ba băng, một băng Soli Master tiếp 2. Giá của nó cũng là 1 triệu và hai cái cuốn này TDK Metan 46 phút cũng là 1 triệu. Đó. Anh em nào thích thì có thể nghiên cứu và ủng hộ bên em. Cảm ơn tất cả mọi người.